Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền của em. Hôm nay mình tiếp tục làm cái kèo về khai thác cái đồng Dot nha anh chị. Và có một số cái web khá là uy tín và em sẽ chia sẻ cho anh chị luôn. Min chúng ta rút được á thì nó cũng khá là nhanh. Và cái phần mà chúng ta quay á thì nếu anh chị nào may mắn á, thì chúng ta trong vòng một ngày thôi chúng ta có thể rút được cái đồng Dot này. Ok á, thì trước tiên em sẽ vào cái phần giới thiệu sơ về cái đồng Dot anh chị ha. Em sẽ vào cái sàn Binance để cho anh chị xem cái giá của nó. Thì cái đồng Dot này ngày xưa có rất nhiều người đổi đời ha. Sau một đêm, từ khi mà cái dòng tweet của tỷ phú Elon Musk á, không biết anh chị có nắm nhiều về cái thông tin này hay không, thì có rất nhiều người từ vô danh trở thành triệu phú tới tỷ phú nha anh chị. Nè, cái đồng Dot nè, thì khi anh chị nhấp vào đây nó sẽ có với một số cái cặp. Em sẽ lấy cái cặp là Dot trên BUSD ha. Rồi mình xem vào cái nến là một tháng đi, là cao nhất của nó là nó 0.7 và thấp của nó ngày xưa là 0.0002 nè anh chị ha. Đó, thì bây giờ nó còn 0.06889. Cái này mình làm rồi thì anh chị có thể rút và bán luôn. Còn nếu như anh chị nào muốn hold chờ nó uptrend lại á, thì chúng ta đến lúc đó chúng ta bán, cái đó là tùy của anh chị ha. Ok, bây giờ á mình sẽ làm như thế này nè anh chị. Bốn cái, em nhớ là bốn cái. Để em vào cái phần nhắn cái ha. Hiện tại ở đây là có bao nhiêu web ta? Một web, hai web, ba web, tổng cộng là cái bốn web này. Cái cách hình thức chúng ta đăng ký nó vẫn giống nhau thôi anh chị. Nó khác web nhưng mà cái hình thức cũng của nó như nhau. Và đối với bốn cái link này em để trong cái phần mô tả hoặc là trong cái phần tin nhắn đã ghim ha. Anh chị xem video xong nắm cái cách chúng ta tạo tài khoản, chúng ta làm và chúng ta vào nhấp vào cái link đó cho em. Riêng em thì em phải sao chép cái link này, tại vì em đang lưu bên cái dạng tin nhắn đó. Rồi em mới vào bên cái Google nè, em mới dán vào. Anh chị thì chỉ cần nhấp vào cái phần ấy thôi nha anh chị, cái phần link ở dưới phần tả thôi là được rồi. Anh chị lưu ý nha, cái này là một nhà chúng ta chỉ tạo được một cái wifi hoặc là một cái 4G thôi nha. Nếu mà anh chị đã tạo rồi, một lát anh chị tạo cho người thân anh chị cũng wifi đó là nó sẽ không cho. Theo như em biết là như vậy. Đây là cái giao diện của cái web nè anh chị ha. Rồi cái việc tiếp theo là anh chị cần nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải. Đối với anh chị á, là chúng ta cần nhấp một cái chữ là mở trong cái trình duyệt hoặc là chrome đeo nha, để nó thoát khỏi trình duyệt YouTube để chúng ta làm. Rồi tới đây đúng không ạ, mình sẽ nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải nè, mình chọn cái chữ dịch cho em ha. Rồi ở đây anh chị sẽ nhấp vào cái chữ hủy bỏ cho em nè. Rồi sau đó anh chị nhấp vào cái phía trên này có cái biểu tượng là như cái hình vuông đó anh chị, đó chúng ta nhấp vào đó. Rồi sau đó ở đây á, mình có mật khẩu rồi, tài khoản rồi thì mình đăng nhập. Còn nếu chưa có thì mình nhấp ở dưới là tạo một tài khoản phía bên trái nha. Ở đây anh chị nhập cho em cái email vào nè. Trước khi làm cái này, lấy cuốn sổ ra ghi nhật ký ra ghi cho em á là các web đào Dot ha. Rồi sau đó chúng ta ghi cái Gmail nè, ghi cái mật khẩu. Thì em nghĩ là bốn web này chúng ta nên tạo một cái Gmail và một cái mật khẩu chung thôi, để khỏi phải nhớ anh chị ha. Nguyễn Hùng Tĩnh này 1909 nè anh chị ha. Rồi mật khẩu thì chữ hoa, chữ thường số và ký tự đặc biệt cho em nha, là được rồi nha anh chị. Bây giờ em sẽ dán vào nè. Đối với anh chị có thể mở con mắt phía bên phải lên để chúng ta xem có đúng hay không. Sau đó mình xác nhận mật khẩu lại một lần nữa cho em nha. Rồi thì cái mã mời này là cái khi anh chị nhấp vào cái link của em là nó có rồi anh chị nha. Và anh chị có mã mời này chúng ta mới tạo được tài khoản, không có thì không có được. Thì khi anh chị giới thiệu người khác thì họ cũng cần cái mã mời của anh chị ha. Dự án nào cũng vậy thôi. Rồi anh chị nhấp vào cái mục đăng ký cho em nha. Ở đây là họ bảo là xác minh bảo mật Gmail, là anh chị cần phải vào cái Gmail á. Mình lấy cái mật khẩu này. Bây giờ mình sẽ vào ha. Vào đúng cái Gmail cho em nha. Nhấp vào hình đại diện phía trên bên phải nè, chọn đúng cái Gmail cho em. Đó. Rồi, đây nè. 846818. Anh chị nhấp vào đây ha. 846818. 68 1 8. Anh chị chờ em lót nha anh chị.
Rồi mình chấp vào luôn nè. Như vậy là anh chị đã tạo được cái tài khoản. Anh chị thấy phía trên mình ở đây nè, rồi là có cái chữ Nguyễn là cái của em này ha. Rồi anh chị á, nhấp vào cái chữ đót miễn phí phía dưới nè, để em nói thông tin cơ bản nhất. Thì ở đây nó có cái thông tin nè anh chị. Phần thưởng đăng ký, người dùng mới có thể đăng ký để nhận 2 phút đót cộng với 3 vé. Tức là khi chúng ta đăng ký xong chúng ta sẽ được 3 vé, và mỗi ngày chúng ta được 3 vé nha anh chị. Các vé có thể được sử dụng để nhận phút đót miễn phí trong trò chơi băng chuyền lớn. Phần thưởng đăng nhập hàng ngày, mỗi người dùng mở trang web này hàng ngày để đăng nhập có thể nhận được 3 vé. Phần thưởng giới thiệu sử dụng UGL giới thiệu của riêng bạn để quảng bá cho người đăng ký dùng mới. Sau khi đăng ký, người dùng mới thành công, người giới thiệu sẽ tự động nhận được 2 phút đót cộng 1 vé, không giới hạn trên phần thưởng giới thiệu. Ở đây nè anh chị, chúng ta nhấp vào cái chữ đăng lại nè. Thì ở đây anh chị sẽ sao chép cho em ha, sao chép cái UGL để đi giới thiệu cho bạn bè người thân, hoặc là trên các nhóm trên trên Facebook anh chị ha. Đó là như vậy. Rồi bây giờ em sẽ vào em quay cho anh chị xem. Mình vào cái chữ nhà nè, mình vào cái đót miễn phí. Ở đây mình nhấp vào cái chữ sai nha. Và ba vé này nè, mỗi vé cách nhau 1 phút chúng ta mới vào chúng ta quay được. Như em được 10 đót rồi nè anh chị. Anh chị thấy nha, mình reset cái trang lại nè. Thì lúc anh chị tạo xong là chúng ta nhận được 2 đót, đúng không ạ? Rồi. Thì khi em quay được một cái vé hồi nãy 10 là được 12, thì em còn 2 vé nữa. Đó, trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ làm tiếp tục những cái vé tiếp theo. Anh chị cần nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải nè, chọn cho em cái chữ là thêm màn hình chính. Ở đây chúng ta nên thay đổi tên đi ha. Anh chị thay đổi tên cho em. Thêm vào màn hình chính nè. Anh chị để cái chữ là, cái này nó hơi dài, khá là dài luôn. Ở đây mình nên đặt, tại vì nhiều web quá thì anh chị đặt để cho chúng ta dễ nhớ. Ở đây em để là dot 1 đi ha. Rồi thêm. Thì nó sẽ nằm bên đây nè anh chị. Đó, tiếp tục mình còn một số web nữa ha. Anh chị vào trong đây. Rồi, mình làm cái web thứ hai nha anh chị. Đây nè, em sẽ sao chép nó. Rồi, em tiếp tục vào cái Google. Em mở cái tab mới. Còn đối với anh chị chỉ cần nhấp vào cái đường link thôi nha. Rồi. Nhưng mà anh chị nhấp vào cái đường link xong á là anh chị phải nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải nè, chọn cái chữ là mở trong thumbnail hoặc là trình duyệt ngang để thoát khỏi trình duyệt YouTube. Như em thì không cần, tại vì em đã nằm trên cái trình duyệt luôn rồi. Tiếp tục ở đây nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn cái chữ dịch cho em ha. Rồi nhấp vào cái chữ hủy bỏ nè. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng phía trên bên phải nè anh chị, biểu tượng hình ô vuông đó. Rồi ở đây thì mình chọn một cái tạo một tài khoản tiếp. Rồi thì cũng cái Gmail hồi nãy và cũng cái mật khẩu hồi nãy luôn ha. Cái này khá là ngon nha. Anh chị nào may mắn á, là có thể là trong vòng một ngày thôi là chúng ta sẽ đạt cái min rút, chúng ta rút luôn. Anh chị nhập cho đúng nha. Đó. Rồi cái mật khẩu thì lấy mật khẩu hồi nãy ra ghi lại cho em luôn. Rồi em sẽ dán vào ha. Như anh chị thì chúng ta ghi nha anh chị. Rồi tiếp tục nhấp vào cái chữ đăng ký cho em. Thì ở đây mình cũng sẽ tiếp tục xác nhận cái email ha. Anh chị vào cái email. Rồi mình khởi động cái email của mình lại, nhắn và giữ kéo xuống cho em như thế này nè, có mũi tên có cái vòng tròn xoay xoay là được anh chị ha. Rồi 227890. Nhấp vào đây. 22. Cái này nó kiểu như 22 7 8 9 0. Nếu như anh chị lỡ nhập sai thì chúng ta thoát ra ha anh chị. Sau 60 giây chúng ta đăng ký lại, chúng ta chọn cái chữ lưu đi ha. Rồi ở đây thì nó cũng như hồi nãy, anh chị nhấp vào chữ đót miễn phí nè, phía góc dưới bên trái á, chúng ta nhấp vào cái chữ sai chúng ta quay. Thì khi anh chị mới tạo xong cũng nhận được 2 cái đồng đót nè anh chị thấy không. Rồi em nhận được 50 đót, may mắn ghê ta. Đó anh chị thấy mình nhắn giữ nè, thì ở đây nó sẽ lên là 52 đúng không ạ? Đó, rất là ngon. Anh chị nào may mắn là được 100 luôn ấy. Rồi, mình nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải, mình chọn cái chữ là thêm màn hình chính cho em. Tiếp tục, chúng ta nên xóa bớt để chúng ta trừ lại cho em cái chữ là dot nha. Rồi, dot 2 nè. Rồi, thêm.
Đó anh chị thấy không ạ? Rồi tiếp tục trong thời gian chờ đợi cái vé của nó thì mình làm một cái web nữa anh chị nha. Cái này á, là em khuyên anh chị là chúng ta chỉ làm miễn phí, đừng có nạp cái gì vô đây hết trơn á. Cái web này nó cho mình, nó thu hút người ta vào á, thì khoảng 1 đến 2 tháng, có khi 3 tháng thì nó sẽ banh à, nó sẽ to nha anh chị. Nên là chúng ta làm re, được thì ăn, không được thì thôi, không có nạp. Rồi tiếp tục vào cái web thứ ba cho em. 1, 2, cái web thứ ba nè. Sao chép nè. Tiếp tục vào cái Google Chrome nè, em dán nè. Còn anh chị lại nhấp vào cái đường link thứ ba nha. Rồi enter nè. Rồi nhấp vào cái chữ cancel. Chọn cái chữ dịch cho em, nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn cái chữ dịch. Đó. Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ nhấp vào dòng phía trên bên phải nè, có cái biểu tượng ô vuông đó. Rồi sau đó chúng ta nhấp vào cái mục phía dưới bên trái, tạo một tài khoản. Rồi tiếp tục mình làm cái nữa ha, điền email vào. Rồi sau đó cái mật khẩu này thì cũng lấy mật khẩu hồi nãy chúng ta làm lại nha anh chị ha. Rồi em sẽ dán vào tiếp này. Đó, đăng ký. Sau đó mình vào cái email, tiếp tục xác nhận cho em, nhấn kéo và giữ. Rồi 645976 đúng không ạ? 645976. 645977. Anh chị kiểm tra một lần nữa ha, 76. Nếu mà anh chị lỡ nhập không đúng thì chúng ta có thể thoát ra. Rồi chúng ta tạo tài khoản lại nha anh chị ha. Rồi mình nhấp vào chữ lưu cho em đi ha. Tiếp tục ở đây mình cũng được hai cái đồng dot, anh chị nhấp vào phía dưới bên trái cái dot miễn phí á, chúng ta vào để chúng ta quay. Để xem có may mắn hay không. Wow. 100 nha anh chị nha. Anh chị thấy nè, em nhấn và giữ nè. Rồi 102 nè, đúng không ạ? Khá là ngon nha. Tiếp tục chúng ta nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải, anh chị chọn cái chữ là thêm vào màn hình chính cho em nè. Sau đó chúng ta xóa hết mấy cái chữ này đi ha, chúng ta để là dot dot con 3. Rồi thêm đó, nó sẽ nằm ở đây. Rồi trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ làm một cái web nữa nha anh chị nha. 1, 2, 3, cái web cuối cùng là cái web thứ tư ha. Sao chép. Tiếp tục em sẽ vào cái Google Chrome, em mở một cái cửa sổ mới, em dán vào. Anh chị thì nhấp vào cái đường link thứ tư ha. Rồi sau đó anh chị nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải, anh chị chọn cho em cái chữ là mở trong Chrome Dev hoặc là trong trình duyệt nha. Còn em không cần đâu, tại vì em đang trong trình duyệt, em nói lại để cho anh chị chúng ta nắm. Rồi anh chị nhấp vào chữ cancel nè, sau đó chọn cái ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn cái chữ dịch. Rồi ở đây mình sẽ nhấp vào cái biểu tượng phía trên bên phải nè anh chị, nó như nhau thôi. Rồi nhấp vào cái dưới là tạo một tài khoản cho em. Tiếp tục ở đây anh chị sẽ làm gì? Anh chị sẽ nhập cái email vào. Anh chị nhập đúng là nó sẽ ra màu xanh nha. Đó, cái mật khẩu thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cũng lấy mật khẩu hồi nãy ra chúng ta làm lại nha anh chị. Em sẽ dán vào ha. Rồi nhấp vào đăng ký. Tiếp tục vào cái Gmail mình sẽ lấy cái code. Quay trở lại một bước, nhấn và giữ kéo xuống cho em. Có ngay luôn, rất là nhanh. 790490. 790490. Rồi chắc ăn ha. Chúng ta nhấp vào không nè. Anh chị nhấp vào lưu nha. Đó, tiếp tục nhấp vào cái chữ dot miễn phí phía dưới bên trái nè. Rồi chúng ta nhấp vào chữ xa. Rồi cái này em được có 5 dot thôi, nhấn và giữ kéo xuống nó sẽ lên được 7 dot, anh chị thấy nè. Đó trên này ha. Rồi sau đó tiếp tục nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn cái chữ thêm vào màn hình chính cho em ha. Rồi xóa hết mấy cái chữ này cho em.
rồi để số 4, dot 4 thêm vào màn hình chính. Rồi ở đây mình sẽ có bốn cái web này, thì mỗi ngày á một cái web chúng ta được 3 cái lượt quay miễn phí. Còn nếu mà anh chị giới thiệu thêm được nhiều người nữa thì chúng ta sẽ được tăng thêm. Cái thứ hai nữa là mỗi cái lượt quay này sẽ cách nhau là 1 phút, thì chúng ta cứ xoay vòng hay anh chị. Nếu như mà cái tay anh chị may mắn là một ngày chúng ta nhận được khá là nhiều. Bây giờ em sẽ vào đây em quay tiếp nè anh chị. Em chọn cái chữ dịch ha. Thì em có hai vé ngay bây giờ nè, anh chị thấy không ạ? Đó, cái này em được 10 đót. Là cái web 1 em được là tổng cộng là em được 22 đót rồi. Rồi, em thoát ra em vào cái đót 2. Là cái web thứ hai á. Em nhấp vào cái chữ xa tiếp. Tiếp tục em được 10 đót nữa là em được 62 đúng không ạ? Rồi em thoát ra, em vào cái web 3, cũng là như là cái đót 3 đó. Quay tiếp. Rồi 50, may mắn. Wow, cái này là em được min gút rồi nè. Trăm năm hai rồi, tiếp tục may mắn anh chị ha. Rồi có video sẽ hướng dẫn riêng cho anh chị cái cách cút luôn anh chị. Anh chị nhấp vào xa nè. Cái này á, là nó mới nên là nó cho cái số lượng chúng ta quay trúng đót nó nhiều. Chứ cái này mà nó một thời gian khoảng chừng 20 ngày hoặc là một tháng á, nè anh chị em được năm nè, thì nó sẽ giảm cái số lượng mà chúng ta nhận được cái đót này. Thì nếu mà sau này á, những anh chị nào vào sau nữa mà chúng ta thấy ít quá, chúng ta sẽ nạp tiền vào. Đó là cái chiêu của họ nha. Nên bây giờ còn mới, tranh thủ làm cho em đi ha. Đó, thì bây giờ em còn một lượt quay nữa. Em sẽ vào cái web 3 đi. Cái web này may mắn à. 152, em sẽ vào cái chữ váy lọt phía bên phải cho anh chị xem. Chọn cái chữ dịch. Chọn cái chữ VIP round. Mình dịch cái đi anh chị. Rồi ở đây nè là cái thông tin để về cái cách cút đó. Em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái video cụ thể để chúng ta rút ha. Cái này em sẽ nghiên cứu, nói chung là rút được chứ không phải là không, nhưng mà em sẽ nghiên cứu kỹ hơn rồi em sẽ cập nhật cho anh chị nha. Anh chị tranh thủ đi đào, bữa nay có thể là ngày mai anh chị sẽ là có được cái min rút rồi đấy. Mình rút về mình hâu, hoặc là chúng ta cũng có thể là chúng ta bán ha. Đó thì cũng khá là ngon nha anh chị. Trong cái mùa rau chen này, em xin phép dừng cái video tại đây nha. Link đăng ký em để ở phần mô tả đó, anh chị lấy nha anh chị. Và nhớ nha, một cái tài khoản chỉ tạo được trên một cái Gmail hoặc là trên, em nhầm, một cái tài khoản chỉ tạo được trên một cái wifi hoặc là một cái 4G thôi. Nếu mà anh chị tạo hai cái mà cái thứ hai nó bị lỗi á, là có thể là do họ đang chip á nha, họ đang kiểm tra cái vấn đề mà anh chị tạo những cái ảo để chúng ta nhận đót đó nha anh chị nha.